Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài tìm hiểu về string literals là hàng giá trị chuỗi. String literal cho phép là biểu diễn chuỗi ký tự và có thể là chứa văn bản hay là các ký tự thoát và có thể đặt giữa cặp dấu nháy kép đó là mở và dấu nháy kép đóng và ví dụ là hello world thì đây là một cái chuỗi và cần phải được đặt ở giữa cặp dấu dấu nháy kép và kết thúc là dấu nháy kép. Ở trong phần demo sẽ demo về string literals. Mở nội dung dự án ở trong Visual Studio và kích phải lựa chọn Add New Item đặt tên đó là string literals và nhấn Enter. Ở trong cái nội dung của file thì lúc này có thể là lựa chọn tất cả các cái nội dung ở trong character literal và kích vào string literal và dán vào sau đó là chuyển qua đổi tên của main thành là main seven ở trong nội dung của string literal thì sẽ là bỏ các cái phần và trước hết để có thể là khai báo và lưu giá trị có kiểu dữ liệu string vào cho biến thì trước hết thì chúng ta sẽ là tạo ra cái định nghĩa của biến st và giá trị của string sẽ được lưu vào ở trong cái cặp dấu nháy kép và lúc này thì welcome to C++ -Floveless. và để có thể là hiển thị ra nội dung của chuỗi thì sẽ là sử dụng cl và endl để xuống dòng và nhấn F5 để hiển thị và thực hiện chương trình và lúc này chúng ta có thể thấy nội dung đó là welcome to C++ sẽ xuất hiện ở trong cái cửa sổ console và với chuỗi thì có thể sử dụng cái kỹ thuật đó là chuỗi là bao gồm một dãy các cái ký tự và lúc này sẽ khai báo attitude 2 và gán giá trị đó là How are you today? Và chấm phẩy và sau đó có thể là hiển thị attitude 2 và hiển thị cái ký tự and apply để xuống dòng nhấn F5 để thực hiện chương trình. Và lúc này cũng hiển thị ra cái nội dung đó là How are you today? Và ở dòng trên đó là ST là Welcome to C++. Các cái nội dung của chuỗi thì có thể là chứa các cái ký, ký tự Escape và lúc này chúng ta có thể là khai báo str và bằng đây là welcome và sau đó là n Shift N là ký tự Escape cho phép là hiển thị là giống với cái ký tự Enter là xuống dòng. Để đây và Shift N và C Flush và Shift N. Sau đó thì có thể hiển thị đó là language và hiển thị str and line để xuống dòng nhấn F5 để thực hiện chương trình. Và lúc này thì chúng ta có thể thấy nội dung đó là Welcome to C++ Language sẽ hiển thị các cái từ ở trên các cái dòng khác nhau. Và Sign là ký tự Escape để cho phép là hiển thị cái ký tự Enter xuống dòng. Sau đó là To là Sign hiển thị ký tự Enter xuống dòng. C++ Sign hiển thị ký tự Enter xuống dòng. Và Language là language xong thì sẽ hiển thị ký tự end apply tức là ký tự kết thúc là tương tự với là shift để xuống dòng và tạo ra một cái dòng mới khi mô tả các cái giá trị chuỗi thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng đó là cặp dấu nháy kép và đặt cái nội dung của chuỗi vào ở trong cái cặp dấu nháy kép này và tương tự như vậy thì chúng ta có thể đặt ở trong cái cặp dấu nháy kép và phần này thì cũng đặt ở trong cái cặp dấu nháy kép như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn